Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện nghị định số 83 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đầu cầu Cần Thơ có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cùng lãnh đạo các sở ngành hữu quan. Tình hình cháy nổ cả nước trong 5 năm từ năm 2017 đến năm 2021 diễn biến phức tạp với trên 17.500 vụ cháy xảy ra, làm chết gần 500 người, bị thương trên 800 người, thiệt hại tài sản trên 7.000 tỷ đồng. Về địa bàn xảy ra cháy, thành thị chiếm trên 60%, còn lại vùng nông thôn. Số doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh cháy chiếm gần 32%, gần 36% cháy trong dân, còn lại cháy phương tiện tham gia giao thông, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, quán bar, vũ trường, nhà hàng khách sạn, trạm xăng dầu và cháy rừng. Điều đáng lưu ý trong tổng số các vụ cháy thì nguyên nhân do điện là chủ yếu. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã thực hiện cứu nạn cứu hộ gần 18.000 vụ cháy nổ, trực tiếp cứu được gần 7.000 người. Trong thời gian này, cả nước cũng xây dựng được gần 4.000 mô hình dân vận về phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, bên cạnh mặt làm được trong công tác này, vẫn còn một số hạn chế không đồng bộ, đó là sự bất cập trong quản lý nhà nước đối với phòng cháy chữa cháy, sự chồng chéo trong thực hiện luật, chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật thống nhất để áp dụng cho việc xử lý hành chính vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo từng mức độ.